đền tạ thánh tâm. Hỡi các linh hồn kính mến thánh tâm, giờ đây trong các nhà chầu trên khắp thế giới, cũng như xưa trong vườn cây dầu, thánh tâm Chúa đang thốt ra những tiếng kêu thảm lão. Linh hồn thầy lo buồn đến nỗi chết. Lòng cha muôn nỗi xót xa, vì con đã vô tình lãng quên cha. Đền ơn hỡi con yêu dấu, thánh tâm cha tàn khó lệ tuôn. Đền tội cá nhân. Hỡi con, đối với thánh tâm đã heo hắt vì yêu thương, con đã sống biết bao ngày phũ bạc. Con phàn nàn hối hận mọi tội lỗi con. Quyết sống trang kính thờ thánh tâm cha. Con nhớ chăng khi bị kẻ dư xúc phạm, cha đi tìm con để chia lỗi ưu sầu, nhưng con đã lãnh lùng oánh màn. Con xin dâng mình yên ngồi thánh tâm cha. Chúa nhân lành xin người không đoái thương, con bao phen phục ngã giữa đường, hôm nay đến thề giúp vân vương, cầu xin cha nhân con vì thương. Đền tội gia đình. Thánh tâm cha đau đớn bởi thấy bao gia đình công giáo đã lạc đàng đạo đức, dung tung các thói hư, làm cho sinh ra muôn vàn tội lỗi. Xin Chúa cho gia đình chúng con được lên thánh. Xin cho các cha mẹ được đầy đủ nghĩa vụ giáo dục. Cha xót thương bao gia đình thai ngầm đang mua cây, bởi chẳng biết kêu khẩn thanh tâm cha là nguồn mọi yên ủi. Chúng con quyết khẩn cầu thánh tâm cha ngày đêm, trong mọi lúc vui sầu. Tình yêu xin cha ơi, gia đình con đã
Tình yêu thương mẹ
đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lửa xuống thế gian và Chúa không ước ao giữ gì cho bằng cây lửa ấy cháy lên. Xin đốt lòng chúng con cháy lửa kinh mến thánh tâm Chúa. Xin đốt lòng chúng con cháy lửa kinh mến thánh tâm Chúa. Xin Chúa hãy đến và ngự lại luôn mãi trong mọi gia đình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn nhận Chúa là vua quốc vô bao la vinh cứu, vương quốc sự thật và sự sống, vương quốc thánh thiện và ân sủng, vương quốc công chính, yêu thương và an bình. Xin cho cả thế giới tôn hô Chúa là vua. Ngợi khen, tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu, đấng ngự trị đời đời. Amen. Người trần ơi, dâng lòng ca hòa mừng kia cùng với cả thiên hòa. Người mừng Chúa, vua tình yêu muôn ai ơn, đã xuống thế để cứu vượt trần gian. Mừng vua Giêsu vinh thắng trên ngàn dân, mừng vua đi thống trị muôn ngàn lần, mừng vạn tuế Chúa ngự khắp thế gian. Giờ này xin ngự trên đất Việt Nam, hồn tôi lỗi mau lại bên thánh tâm, mạch yêu thương sạch xóa hết sai lầm, mạch cầy tin mau lại xin ơn tứ tha, và nhật khuya không đam mê tội lương. Mừng vua Giêsu vinh thắng trên ngàn dân, mừng vua uy linh thống trị một ngàn năm, mừng vạn tuế ơn ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng ngược trong cơn gian nan. Chúng con mắc phải, chúng con đã kêu van cùng các thánh đức và na đấng đã làm bạn cùng người của gìn giữ chúng con. Trong ngày cho vững vàng mà xin ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin về nhân đức kính mến, là người làm bạn cùng rất thánh đức, là Mẹ Chúa Trời và là đấng chẳng mắc phải tội to tông truyền, cùng về lòng thương người đã hàm đây đời Chúa Giêsu, để chúng con xin ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến hội thánh, là phần sản nghiệp đời Chúa Giêsu đã lấy máu thánh mình mà chuộc. Lại xin người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép người và giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn,
Lạy Đấng đã gọi sao đời Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, để chúng con xin người bênh vực con cái đời Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng đấng mạnh chẳng ở trên trời, hãy gìn giữ chúng con, xin người rủ lòng thương và che chở chúng con đang khi chiến tranh cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ. Như xưa người đã gìn giữ đời Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thế này chúng con cũng xin người kêu chưa lấy hội thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù và các sự gian nan khôn khó. Như vậy cùng xin người hằng bầu cử cho chúng con được ban chiếc người và trông cậy về quyền thế người cho được giữ đạo cho rõ, cùng được chết nàng và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tinh mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kinh mến yêu bi tinh kỳ diệu này, để luôn được nghiêm thay ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen.
Trước khi bước vào thánh lễ, xin cha xứ linh thượng và con đây xin được gửi lời chào tới quý ông bà anh chị em trong bản giáp Thánh Giuse. Mỗi một dịp lễ quan thầy về, chúng con là những người thuộc quê hương xứ Báo Đáp, rồi có liên hệ gần với giáo giáp Thánh Giuse. Vì thế mà chúng con được quý cố, quý ban hành giáo của giáo khu, quý ông bà anh chị em mời về để tại nguyện đường này để dâng thánh lễ cầu nguyện cho tiên nhân, ông bà, cha mẹ và những vị ân nhân trong giáo xứ, trong bản giáp. Đây là một niềm rất là hạnh phúc cho chúng con. Chính vì thế mà chiều hôm nay chúng con được hiện diện tại đây để cùng với cha xứ cũng là cha giáo để dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Vì vậy xin Chúa chúc lành cho tất cả những công việc của chúng ta đang làm đây mỗi ngày một đẹp hơn nhờ sự chuyện cầu của Thánh Giuse, quan thầy của bản giáp. Và chúng con xin cảm ơn cha xứ đã dành ưu ái cho chúng con là những anh em quê hương để có những dịp thuận tiện nào đấy được trở về quê hương dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang bước vào tuần cuối của mùa chay. Và trong tuần này thì chúng ta thường gọi một cái câu rất là quen thuộc mà con nghe các cụ nói từ xưa đến giờ. Và dựa trên Kinh Thánh thì gọi là tuần ném đá. Và đã là tuần ném đá thì chắc bị ném thì đau lắm. Và những cái viên đá ấy vào mình thì không biết như thế nào. Và những viên đá ấy có phải là những viên đá của người công chính hay là của những người ác ý để ném vào nhau để rồi làm hại nhau hay không? Đó là cái vấn đề mà chúng ta tìm ra câu trả lời qua lời Chúa hôm nay. Để dâng thánh lễ này cho xuất sáng thì xin Chúa soi sáng tâm hồn cho tất cả chúng ta. Chúng ta nhận thấy lỗi lầm của mình đang sống giữa trần gian này có nhiều những lỗi lầm. Có những lỗi lầm mà mình không nhìn thấy nhưng toàn thấy những lỗi lầm của người khác, cho nên có những hòn đá cầm trên tay mình ném người khác một cách oan uổng cho họ. Và trước cái điều đấy thì chính Thiên Chúa đã ra tay can thiệp. Và sự can thiệp của Ngài là can thiệp với tình yêu, sự tha thứ của Ngài. Có như thế thì con người mới được giải thoát, con người mới thực sự được Chúa cứu độ. Và để dâng thánh lễ này cho sốt sắng thì chúng ta xin thánh cả Giuse, quan thầy của bản giáp, quan thầy của cha giáo đây, cũng quan thầy của nhiều người nhận Ngài làm quan thầy. Xin Ngài chuyện cầu lên Chúa cho tất cả chúng ta để nhờ đó mà Chúa ban cho chúng ta qua trung gian của Ngài. Và như thế giờ đây chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi, xin Chúa thứ tha để xứng đáng cử hành bầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng con được hưởng muôn phúc lộc chan hòa. Xin giúp chúng con biết từ bỏ tội lỗi và trở nên người mới để được vào quê trời hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Đa-li-an. Khi ấy, người ta kết án tử hình bà Susanna. Nhưng bà Susanna kêu lớn tiếng rằng: Lạy Thiên Chúa hằng hữu, đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra, Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con. Này con phải chết, tuy chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho con. Chúa đã nghe tiếng bà kêu. Trong lúc bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Đa-ni-an. Thiếu niên đó lớn tiếng rằng: Tôi vô can trong vụ đổ máu người phụ nữ này. Toàn dân đều quay về phía cậu thiếu niên và hỏi: Lời cậu vừa nói có nghĩa gì? Cậu đứng giữa họ và nói: Các người ngu xuẩn đến thế sao? Hỡi con cái Israel, các người đã lên án một người con gái Israel mà không xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc ra sao. Hãy trở lại nơi xét xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ này. Toàn dân vội vàng trở lại đó, và các kỳ mục nói với Daniel: Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành. Daniel nói: Hãy tách riêng họ ra, rồi tôi sẽ xét hỏi. Sau khi họ đã bị tách ra rồi, Daniel gọi một trong hai kỳ mục lại và nói: Hỡi con người già đời trong đường gian ác, tội lỗi xưa ông đã phạm nay lại tái diễn. Ông đã xử bất công, kết án người vô can, tha bổng kẻ đắc tội. Bất kể lời Chúa dạy, ngươi chớ giết người vô tội và người công chính. Vậy bây giờ, nếu quả thật ông đã thấy bà kia, thì hãy nói cho ông đã thấy họ thông gian với nhau dưới cây nào. Người ấy đáp: Dưới cây chắc. Daniel nói: Ông đã nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa đã nhận được án lệnh của người là chặt ông làm đôi. Sau khi cho người này ra, Daniel truyền dẫn người kia vào rồi nói: Hỡi nòi giống Calaan, chứ không phải nòi giống Juda, sắc đẹp đã mê hoặc ông, và tình dục đã làm cho ông ra hư hỏng. Các ông đã hành động như thế với các con gái Israel, vì sợ họ đã thông gian với các ông. Nhưng người con gái Juda này đã không chịu nổi sự gian tà của các ông. Vậy bây giờ, hãy nói cho tôi biết ông đã bắt của tang họ thông gian với nhau dưới cây nào. Người ấy đáp: Dưới cây rẻ. Daniel bảo: Cả ông nữa, ông cũng nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa tay cầm gươm đang chờ để xẻ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông. Bấy giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa, đấng cứu những kẻ trông cậy vào người. Rồi người ta quay lại chống hai kỳ lão, vì Daniel đã dựa vào lời chính miệng các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đã làm chứng gian. Theo luật Mô-xê, người ta giáng các ông hình phạt mà các ông định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy, máu người vô tội khỏi bị đổ oan. Đó là lời Chúa.
tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh vì người thả tôi đi nằm nghỉ, trong nguồn nương chỗ nghỉ ngơi người cho tôi vào uống, người lo bồi dưỡng lại tâm hồn tôi. Tôi bước trên đường lành vì danh người là sức mạnh, tôi chẳng lắng lo gì vì có Chúa ở cùng tôi. Cho dù thung lũng tối tăm thì roi gầy cày Chúa là chính niềm an bình cho hồn tôi. Cho bàn tiền ngày trừng hoạt kẻ đối phương, trên đầu Chúa xưng dầu diệu hồng tươi ôi đầy dư, nhân từ ân sung Chúa ban theo tôi xuân đời sân, và trong nhà Chúa trời tôi định cư. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Ô Liu, vừa tảng sáng, Người trở lại đền thờ, toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng chứng tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đang đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?
Người đáp, người đàn bà đáp, thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chỉ đâu. Thôi chỉ cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, gọi là cái tuần ném đá, chúng ta thấy lời Chúa vừa xong đấy, từ bài đọc một đến bài tin mừng đấy cũng có đá thật đấy. Không biết là trong túi bà con nhà mình hôm nay đi lễ có cục đá hay cục xoáy hay là cục gạch không vậy? Chắc chắn là không phải ạ. Bởi vì cho đá vào thì đi nó có thể là không bình thường nữa. Đấy, mà ai mà đang trên đường giảm cân thì có nguy cơ là phải mua dây rút để thắt quần vào, chứ không thì gây gò, phải không ạ? Và những ai mà đang cái độ dốc nó teo dần cơ đi ấy, thì là cũng phải mua dây da mà thắt lưng vào, chứ không thì này, vừa đi quần lại quét vào đường đang nổm ướt thế này thì lại phải hao tốn xà phòng thì các bà hãy kêu chết, đúng không? Một chút gọi là cho dí dỏm phấn khởi tí ấy. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, những cục đá người ta cúi xuống lượm và ném vào người khác, nó không đơn giản chỉ là những cục đá vật chất, mà nó bắt đầu từ những cục đá trong lòng người ta. Cái thứ đá tội lỗi, thứ đá hận thù, thứ đá loại trừ người khác, thứ đá giết chết người khác. Những thứ đá đó còn kinh sợ hơn rất nhiều lần những cục đá, cục gạch, vật chất kia. Thực ra thì cái bài đọc một đấy thì không biết bà con nhà mày hôm nay thì có ai đọc ở nhà chưa? Không cần phải rở sách nữa, giờ cứ gõ vào điện thoại mạng ấy là có cả đấy. Chắc chắn thì có người đọc sách hôm nay thì là chuẩn bị trước, đúng không? Nếu chúng ta để ý đấy, là bài này hôm nay là ngắn chưa đến một nửa đâu. Còn bài dài nó phải dài gấp 2,5 lần cái bài vừa xong đó. Nếu ai mà đọc mà run chân run tay thì có khi tối nay về thì phải mua thêm dầu gió mà sức thêm vào, nó mới vững cái gân trở lại. Mới run mà, đọc dài thì phải chú ý. Đó, nếu mà đọc bài dài thì chúng ta mới dễ dàng hiểu được. Tức là hai tên gọi là cáo già, kỳ mục. Trong lòng hai hắn này đã có cái thứ đá tối, đá tội. Đó là đá già dê. Và khi thấy đến gia đình nhà người ta mà bây giờ lại tố cáo và vu oan, rồi thì từ cái chỗ là cái bà Susanna này thì là bà ấy đang làm cái việc vệ sinh thể xác của mình. Ngày xưa thì thời đấy làm gì có buồng tắm với nhà tắm gì. Cũng như bà con ta mấy chục năm đây thì trẻ con thì ra sông ra ao. Ở nhà thì thôi thì cũng vậy thôi chứ làm gì. Cũng giống là chỉ đằng sau thời ông A Dông bày A Vả tí thôi. Hai tay già dê này thấy
bà này có một cái nhịp sống như vậy, hay đi dạo trong vườn đại ao chuông. Bà ấy nóng quá thì bà hai cái người hầu đó thì đi ra đi, đưa dầu đưa các thứ vào đây rồi khóa cửa lại. Hai lão già dê để phục kích và đến bắt bà ấy là phải trao thân cho mình. Nhưng mà cái bà này được tiếng là xinh đẹp và biết kính sợ Chúa. Bà khẳng khái trả lời ngay: dù có phải chết trong tay các ông, nhưng tôi không bao giờ xúc phạm lề luật, thánh luật của Thiên Chúa. Tuyệt vời ở chỗ đó. Hai tay này bày trò ra là nếu trao thân cho chúng tôi thì không có sao hết. Còn nếu không là chúng tôi sẽ vu khống. Rằng là có một cái thằng trai trẻ kia bắt được đang ăn nằm ở đây và chúng tôi tố cáo thì chỉ có chết thôi, ném đá chết. Và cuối cùng thì với sự dứt khoát của người kính sợ Thiên Chúa, hai tay già dê này không làm ăn gì được. Thế đúng là nó đến, lại đến nó tố cáo mà ngay tại gia đình người chồng tên là Joaquin. Dân chúng thì thấy, bởi vì đối với người Do Thái, hai người mà làm chứng thì đó là sự chuyện thật rồi. Họ không cần phải hỏi han cái người bị oan uổng thế này cái gì nữa. Và họ kết án tử ngay, ném đá con mụ này. Rất may trên đường đi ra cái chỗ hành quyết đó, thì Chúa với này xui một cái thiếu niên đấy. Đấy, là Daniel, nhỏ tuổi đó, thiếu niên mà chứ chưa thanh niên. Thế thì câu đầu tiên mà thiếu niên Daniel này hô lên: tôi hôm nay vô tội trong vụ này. Thế người ta thấy ngạc nhiên, sao đứa bé này nó lại hô lên như vậy. Rồi thì là tiếp theo Daniel nói một câu rất kinh khủng: tại sao các ngươi này mù hết như vậy? Theo luật thì phải xét hỏi đã, chứ đây không có hỏi han gì mà đã kết án rồi. Mù hết rồi à? Rồi họ nghe lời cậu bé thiếu niên Daniel này trở về địa bàn để mà xét xử. Thì cái từ chỗ xét xử này thì bài đọc hôm nay nói rõ hơn. Thế Daniel mới bảo tách riêng hai cái tên giả dây này ra. Thế thì Daniel mới hỏi tên thứ nhất rằng là: nếu ngươi thấy cái người này phạm tội thì phạm tội dưới cây gì? Cái này thì đến cỡ này thì lão già dê này buộc phải tung lời thôi. Đấy, chứ không có thì chết ngay. Ê, cứ nói bừa, nói đại đi là dưới cây gì đấy? Các đoàn nhỉ? Dưới cây chắc. Mà chắc bây giờ đắt tiền lắm. Gỗ chắc bây giờ đắt tiền lắm. Đấy. Thế thì Daniel bảo: hỡi tên già đời trong đường tội lỗi, người đã phạm tội và bây giờ ngươi lại chất đống tội của ngươi cao hơn. Ngươi muốn cho máu người vô tội này đổ ra, ngươi phải chết. Rồi đến tên thứ hai đến cũng tương tự như thế. Lão già dê thứ hai này phun ra là bắt được cái người này phạm tội ở dưới cây. Thế gì ạ? Vâng, cây rẻ, có hạn rẻ. Hạn rẻ thì nếu có mà đói bụng ăn vài hột cũng vui đặc hết đấy. Và Daniel quy kết này. Đấy, cứ miệng hai tên giả dê để nói thì cho thấy rằng đây là một cái sự cáo gian. Chính lời hai hắn này, giả dê để nói đã kết tội các hắn đấy. Và cứ theo luật
Môsê, thì kẻ tố cáo phải nhận đúng hình phạt mà dành cho cái người vô tội này. Và chắc chắn là họ sẽ lại điệu hai tên giả dê này ném đá cho đến chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đấy, trong cuộc đời, dù là người trí cổ, trung cổ, cận đại hay hiện đại, hay là về sau này, kẻ nào muốn bốc bùn ném vào người khác thì trong đầu nó, trong lòng nó, trong dạ nó và trong tim của nó đã hôi mùi bùn rồi. Và khi nó thực hiện điều đó, nó cúi xuống để bốc một nắm bùn, thì nó ném chưa chắc đã tới cái người kia nếu họ đứng xa. Mà dù nó có ném trúng đi chăng nữa thì trước khi người kia bị lấm bùn ấy, thì tay nó đã dơ giấy quá rồi. Điều ấy giúp chúng ta suy ngẫm và sống tinh thần của mùa chay. Mùa chay có lẽ được nhấn mạnh quá. Dĩ nhiên là mùa sám hối rồi, nhưng mà đó mới là một thôi, đúng mà chưa đủ. Sám hối để trở nên trong sạch giống Thiên Chúa, giống ông Thánh Giuse nhà mình, đấy, giống Đức Bà nhà mình. Đấy. Rồi thì lên sống thôi chưa đủ, phải làm những việc cụ thể như Đức Bà, ông Thánh và Chúa Giêsu, thì mùa chay nó mới đạt được cái ý nghĩa, nội dung và mục đích của nó. Chứ còn xưng tội tí thôi xong còn mình vẫn sống như thế thôi. Mà đứa nào mà đụng đến bà mà nổi cơn tam bành nên là thôi rồi nhá. Hoặc là đứa nào mà động đến ông thì ông cho mày, nghĩa là cả nhà mày tốc, mái nhà mày không cần bão đâu, tốc hết đấy con ạ. Nguy hiểm. Sám hối là trở về với cội nguồn của Thiên Chúa để sống một đời sống yêu thương. Yêu thương như thể là Đức Chúa can thiệp vào cái trường hợp bài đọc 1. Can thiệp vào. Bởi vì cái bà Susanna này, bà thấy bị oan nhưng vẫn kính sợ Thiên Chúa, vẫn yêu mến Thiên Chúa dù có mất mạng. Và Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của cái bà này trong nước mắt đau khổ tột cùng. Và Chúa đã đánh động lòng thiếu niên Daniel, nhờ tình thương của Thiên Chúa đã cứu được một mạng sống. Và những kẻ định ném đá người khác chết, chính hai hắn giả dê này phải nhận cái kết trong cái chết khốn nạn. Tình thương thì cứu sống, mà tội ác thì tự chết và giết chết. Chứ không ai chọn cái chết cả. Cùng lắm là chấp nhận cái chết vì Chúa, giống như các vị tử đạo và đặc biệt là các thánh tử đạo. Đấy. Tôi cũng khoe một tí. Ý sứ Liên Thượng nó bé, tôi cứ gọi là Tộc Thượng. Ý nó bé vậy nhưng mà về tử đạo là hơi bị to đấy. Nếu mà ở nhà không thì chắc là trên dưới 500, toàn những người già với đầu bạc, với này tài cũng hĩnh hãng rồi. Được, hoặc là đâu giống như cái em này. Đấy. Đấy, hai đứa đang ngủ ngon lắm. Đấy. Khép miệng một tí con ạ. Có một đứa mở miệng to quá. Ngủ ngon. Kệ đó, nó ngủ trong ông Thánh Dù Xẻ cũng được. Kệ đó. Kệ cho nó ngủ cho nó ngon. Đấy, thế thì
Nhưng mà có tới 30 vị tử đạo và đã có một thánh tử đạo. Ông thánh này gọi là ông thì hơi quá. Bởi vì phải gọi anh thánh tử đạo Lô Thiên Sô Phạm Viết Ngôn. Tại sao tôi nói thế? Bởi vì mới có 22 tuổi đầu, một vợ, ba thằng nhóc mà lạy Chúa tôi. Nó đã bắt được, nó đưa sang tận Đông Hưng, Thái Bình. Bố mày còn tí dắt lưng, thôi cho mấy thằng cai tù này. Thôi mày cho tao về đi. Cho tao về, tao thăm vợ con tao, xong tao lại ra tao nộp cho mày. Chứ mày không phải chết đâu. Tao mới là thằng chết. Về gặp vợ con rồi, về viếng mình Thánh Chúa tại giáo họ rồi thì gặp tứ thân phụ mẫu nội ngoại, rồi tự nguyện nộp mình để cho nó muốn làm gì thì làm, cuối cùng đã được phúc tử đạo. Thì cái chết đó là cái chết rất là cao quý. Nếu như tôi khoe thêm tí nữa đấy, trong cách đây khoảng 2 năm đấy, cũng vào cái dịp này đây sau Tết, thế thì từ lâu lắm rồi liên thượng thì cứ còn thiếu, bởi vì là lúc bây giờ là họ thuộc về giáo xứ Liên Thủy thì là tương truyền lại những người khoảng 40 tuổi đổ lên thì chỗ cái thềm giống như bên ngoài ba cửa này là hai người tử đạo của Liên Thượng cả trăm mấy chục năm rồi canh cánh bên lòng, nhưng không có thể dễ dàng mà đào bới lên được để mà tìm các ngài. Đấy, thế thì là đây có cha mẹ thầy có tế phải xưng là con, không lát nữa sau lễ này mà cụ ném cho hòn ông mệt đó. Thì là không có tài liệu nào, và con phải khấn xin mình thánh, khấn xin Đức Bảo ông Thánh Giuse, khấn xin Thánh Ngôn và các vị tự đạo đó. Đấy, thế thì tu mù lắm, chỉ có ngửa mặt lên xin ông Thánh Giuse về trước nhà sứ Liên Thượng thì một số bà con xuống là biết rồi, có đồi Thánh Giuse nên cứ ngửa mặt xin ngài thôi. Và cuối cùng thì lại nối kết được, nếu kể câu chuyện khá dài, nối kết được. Và cuối cùng nhờ ơn Chúa thương, tìm được hai vị đã được thay quách và có gạch thẻ, nó giống to hơn còn gạch thất của mình chút. Thế nhưng mà chứng ứng bây giờ nhờ người dịch ra thì lại không phải là cái đấng mà mình đang muốn đi tìm. Đang đi tìm là tìm cụ Phan cơ. Giuse Phạm Phạm Văn Phan đấy. Hết chứng hưởng. Thế nhưng rất may là tôi nhận được một cái cây thư mục thì phát hiện ra đây là hai người con của cụ Phan. Cụ Phan tử đạo sinh 8 người con, 4 trai, 4 gái. Người con trai thứ hai Phạm Chính Kế, Giuse Phạm Chính Kế. Người con út thứ 8 là Maria Phạm Thị Bằng tử đạo. Thế bảo bây giờ thì lạy Chúa thôi, vậy thì còn ông bố nữa, bây giờ tìm được, nếu mà tìm được ông bố rồi thì không có biết hai người con kia thì thua. Nhưng mà Chúa lại xui khiến như thế. Và chắc cụ Phan này cũng có một cái sự nào đó. Nên là tìm được con rồi mới tìm bố sau. Một cuốn gia phả được photo gấp gửi từ trong Nam ra. Và đọc chính xác luôn. Thi hài cụ Phan sau khi bị tử đạo đưa về chôn ở gian cuối phía nam nhà thờ giáo xứ Liên Thủy. Và xin phép cha xứ với lại ban chùm giáo xứ đào lên đúng như vậy. Như vậy là ba bố con tử đạo là, không biết là cha xứ ấp lũ này đã đọc thấy
trong số cái sử về viết về Tử Đạo đấy, đã có bao bố con nhà nào Tử Đạo chưa? Không, ông Thánh Án Khảm Cai Tả Cai Thìn thì là chỉ có hai bố con và một đứa là cháu. Đấy, Án Khảm Cai Tả Cai Thìn là quần cống. Cái vụ đó là con có sáng tác cho họ một cái bài tình ca Nhất Gia Tam Thánh là không có quên được. Nhưng đây ba bố con là Tử Đạo thì hiếm quá. Hiếm quá. Đấy, khoe một tí như vậy. Người khoe nhưng mà cũng có ý cả đấy. Để mời gọi bà con nhà mình sống đức tin một cách trung kiên, sống một cách yêu thương và sống một cách sáng ngời như đèn sáng thế này này. Sống một cách quý như gỗ bọc vào tường đền ông Thánh Giuse nhà mình này. Đấy. Hai đứa nó công nhận nó ngủ ngon thật đấy. Đấy, và không những còn một cái đá nữa. Ở bài tin mừng ấy, ta lại thấy là cũng toàn những giới có chức, có quyền, có học cả. Bụng nó nhiều chữ. Đấy, đầu nó cũng nhiều chữ mà sao nó lại thay vì chữ nó lại trở đá về lắm thế không biết. Đấy, nhưng mà ở đây thì nó lại cũng dẫn đến một cái người đàn bà. Mới đàn ông thì trong bài đọc 1 thì nó phịa ra, lấy đâu ra mà bắt được thằng đàn ông tóc ngắn đâu mà ném đá thằng đàn ông. Và giờ đây thì nó mượn cái cớ người đàn bà ngoại tình này để nó ném Chúa Giê-xu ra. Chứ nó không thèm ném vào con người nữa. Nhưng nó lấy cớ đó để là nó sẵn sàng nó ném có bao nhiêu đá từ trong lòng, từ trong ruột ra đến ra là nó ném cho cái anh chàng Giê-xu này. Tôi gọi là anh chàng bởi vì Chúa Giê-xu lúc giờ hơn 30 tuổi thì gọi anh chàng tí cho nó trẻ, giống như là anh Thánh Ngôn ấy. Và bởi vì nó gài bẫy đợt này nó lập trình là khủng khiếp rồi. Chúa Giê-xu trả lời có ném đá thì cũng rơi vào cạm bẫy của các hắn. Và Chúa Giê-xu bảo không ném đá thì là chống lại luật Mô-xê, cũng vào bẫy cạm của các hắn. Xem ra nghĩ được cái chiêu này, các hắn mở cờ trong bụng, quả này là chúng tao thắng mày là ăn đứt rồi. Đấy, thế nhưng mà chúng ta lại thấy trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ không có cái đoạn lời Chúa nào trong bốn thánh sử Tân Ước cũng vậy, các thư Tân Ước cũng vậy, rồi cả Cựu Ước là nói về đứng cứu thế viết cả. Đấy, nhưng mà không có bút. Chúa Giê-xu này, nó hỏi, ngoắc miệng nó hỏi, nó mới trả lời đi, trả lời chúng ta đi. Nhưng mà Chúa Giê-xu lại làm một cử chỉ lạ lắm. Thay vì đang đứng, Ngài ngồi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Không biết có ai chụp được cái nét chữ của Chúa Giê-xu không? Nó lại hỏi Chúa Giê-xu, lại viết thêm tí nữa. Không biết Ngài viết cái gì. Có một điều là Chúa Giê-xu buông độc có một câu thôi. Ông trả lời tôi đi. Ông câm họng này à. Chúa Giê-xu buông nhẹ lắm, ngắn lắm. Ai trong các ông sạch tội thì bốc cục đá đầu tiên mà ném cái chị này đi. À, và lúc này thì nói theo ngôn từ của cha giáo Phúc quận hạt Phương Chính, bắt đầu từ những tay lưỡi nó đốm nhiều rồi, nó già đời đốm lưỡi rồi, là nó bắt đầu cúp đuôi rút lui. Bởi vì các hắn này đã từng chứng kiến Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu đọc một phát là mày tội gì là Chúa Giê-xu bóc ra thì toi. Nên là giờ những cánh này là đánh bài chuột rút, đánh bài thoái lui thôi, lặng lẽ thoái lui. Chúa Giê-xu buông một câu thôi, không lên giọng, không có gằn giọng, không có xỉa xói những cánh kia. Vậy mà với năng lượng
đầy yêu thương của Thiên Chúa đã đẩy lùi cả một cái thế giới đá trong lòng những con người có chức, có học, có quyền như thế. Và Chúa Giêsu lại buông với cái chỉ này cũng chỉ có một hai câu rất gọn, rất văn tắt. Thôi chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Tình thương đã cứu sống một mạng nữa, và đã hóa giải được những cái đá hận thù chất chồng trong lòng những người có quyền thuộc phe Pharisêu cũng như là kỳ mục và giới chức trong dân Do Thái lúc bấy giờ. Nếu Chúa đã làm những điều cả thể như thế, tình thương cứu sống như vậy và đẩy lùi được những thứ đá hận thù, thứ đá tội lỗi, thứ đá ghét ghen như thế, thì chẳng lẽ chúng ta không tin rằng nếu lạy Chúa ngày hôm nay, trong túi con, trong ruột con, trong đầu con, trong lòng con, có thể đâu đó còn mấy viên đá nhỏ nhỏ giống như mấy cái là cái viên bi ở cái líp xe, ở cái pedan xe hay là ở cái trục giữa của cái xe đạp. Có thể còn chăng? Hay cũng có khi có còn những hòn đá to bằng nắm tay chăng? Thì giờ đây con tin vào tình thương của Chúa. Chúa hóa giải và đẩy đi tất cả những thứ đá đó. Đá của ganh ghét, đá của hận thù, đá của tham lam, đá của tâm tối của tội lỗi, để cho đời chúng con không còn những thứ đá đó nữa, mà cho đời chúng con còn những nhịp đập, thêm được những nhịp đập từ trái tim của Chúa, rung động với trái tim của Chúa, để chính khi chúng con sống, tình thương của Chúa ấy là chúng con đang được Chúa cứu sống, và chúng con sống thực, và những người anh chị em của con cũng sống thực, để nhờ đó tình thương của Chúa không ngừng được lan tỏa, kết trái đơm hoa và kết trái cho đời sống đức tin, đức cậy, đức mến và đời sống nhân bản của chúng con. Có như vậy, chúng con mới xứng đáng là con của Chúa, là cháu của Đức Bà và ông Thánh Giuse mà từ rất lâu rồi, những người có thể nói là những người đầu tiên giáo giáp này đã được ơn của Chúa mà nhận ông Thánh Giuse làm bổn mạng, để cho chúng con đến ngày hôm nay và con cháu chúng con ngày mai và ngày mốt và mãi mãi, khi trái đất này còn quay xung quanh mặt trời, chúng con cố gắng nỗ lực để sống nên giống Chúa, để mà trở nên cháu của ông Thánh Giuse. Có như thế chúng ta mới xứng danh là bà con trong giáo giáp của ông Thánh Giuse, sống đúng sắc thái đức tin, đức cậy, đức mến theo sắc thái của Thánh Giuse, để mỗi người bà con chúng ta là một dung mạo của Thánh Giuse cho chính mình, gia đình mình, cho hội thánh của mình và cho xã hội mình đang sống. Đó là điều rất hạnh phúc, và đó mới là cái cốt tủy của đạo, và đó mới là cái điều mà đáng cho chúng ta chẳng những là ước nguyện, nỗ lực bước đi và sống. Nhờ đó chúng ta đạt tới cái đích mà Chúa Giêsu, ông Thánh Giuse và Đức Bà đã đến. Amen.
cầu nguyện đây hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con sắp cử hành mầu nhiệm lễ tế, xin cho chúng con được hân hoan dâng lên Chúa một tâm hồn thanh sạch là kết quả của việc chúng con hy sinh hãm mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ cuộc khổ nạn sinh ơn cứu độ của con Chúa, toàn thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa, và nhờ quyền lực khôn tả của thập giá, thế gian đã bị xét xử và quyền năng của đấng chịu đóng đinh được tỏa sáng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thời khai khai, Chúa là Thiên Chúa các đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên thang thần trời, Chúa cùng dân ngự đến nhân thành Chúa. Hoan hô Chúa trên thang thần trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhường của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Thiên Chúa, chúng con vâng truyền Chúa chính trực và tuyên xưng Chúa sống lại cho tôi vì Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chân cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Tômai, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa có nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa,
Thánh Giuse bản châm đắp đức trinh nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng còn được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đỡ bao nhà con, nhưng xin Chúa ban một lần để linh hồn con sẽ lành mạnh. Chân con tìm về sau bao lần lang thang bên mẹ, trái tim vụn về vì còn mang bao nỗi đam mê. Vì sao Chúa ơi, Ngài vẫn ôm ấp thân con, tình Chúa vẫn mãi sẵn son, bao năm chờ con quay con. Vì Chúa yêu em, những gì đã thuộc về con thì Chúa đã em. Cho dù tôi đã như sông, Chúa vẫn chờ con. Với tâm lòng son, đã thấy sẵn sàng tha thứ.
sóng lâm xô dập vùi, đâu ai người cho con nỗi vui. Chỉ duy mình Ngài vì hạnh phúc viên mãn không phai. Nơi con tôi nói Ngài vẫn yêu mãi không thôi, Ngài xóa hết những lỗi tôi, con xin thành tâm tự hối. Con như tìm thấy con chính mình, yêu đôi tội tình vì yêu con Chúa đã hy sinh. Thành tâm con đến nguyện Chúa xin hãy ở bên, dìu qua sóng gió tranh vênh, xin dâng tròn niềm cảm mến. Dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con, ước chí bí tích này giúp chúng con chừa mọi tính hư nết xấu và ngày ngày theo chân Đức Kitô mà hăm hở tiến về nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
thiên xa xin dẫu uy biết thế chết có mẹ vui có mẹ dù rằng bao sóng gió con lo gì chết bên mẹ con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Pha Ly Ma, mẹ ly non bao lần, tôi gian chân để tiêm cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la. Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người.